chỉ cần quận đủ hai vòng, quận đủ hai vòng của cái phần thân cây nấm này là được nhé. Rồi, cắt ra này. Các bạn sẽ ước lượng cái phần độ dày của cái phần này, rồi mình sẽ chỉ cắt đến đây thôi. Sau đó thì mình sẽ sử dụng cái phần lưỡi kéo này, mình sẽ uốn cong cái phần này lên nhé. Đây, các bạn sẽ uốn nó lên như này. Các bạn bẻ nó thấp xuống như này nhé. Rồi mình sẽ dán vòng quanh cái phần thân của cây nấm như này nhé. Rồi sau đó thì mình sẽ dán keo vào đây. Dán vào đây. Rồi, đây sẽ là cái phần lá, nó sẽ là phần cỏ, nó sẽ mọc ở bên dưới cái thân của cây nấm này nha các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ dán cái phần này vào đây. Bây giờ mình sẽ dán cái phần thân của cây nấm này lên cái phần đầu này. Các bạn đặt nó lên đây nha. Rồi các bạn giữ một lúc để cho cái phần keo này nó khô, nó sẽ dính với cái phần đầu của cái cây nấm nhé. Mình sẽ giữ cái phần này một lúc như này. Rồi sau đó thì mình sẽ dán cái phần thân này, mình dán xuống bên dưới này, dán xuống bên dưới cái phần bãi cỏ này. Ok, mình sẽ đặt nó vào đây. Rồi, sau đó thì bây giờ mình sẽ đi trang trí cho cái cây nấm này bằng cách là mình sẽ cắt những cái hình tròn rất là nhỏ đúng không? Nhỏ xinh, và mình sẽ dán xung quanh cái phần đầu của cái cây nấm này nhé. Các bạn sẽ sử dụng cái phần màu trắng này và các bạn sẽ cắt thành những cái hình tròn cho mình nhé. Các bạn sẽ gập cái phần màu trắng này để các bạn cắt một lần, và các bạn sẽ cắt được nhiều cái hình tròn nhé. Mình cắt này. Đây như các bạn. Sau đó thì mình sẽ dán những cái chấm tròn này, mình dán lên đầu cái cây nấm này. Đây, đây mình cũng không đếm là mình có bao nhiêu. Hình như là mình đang có 6 cái hình tròn nhé các bạn. 7 cái hình tròn nha. Rồi bây giờ mình sẽ dán những cái hình tròn này lên trên cái phần đầu của cái cây nấm như này nhé. Các bạn sẽ dán nó cho nó điểm điểm lên trên cái phần cây nấm này thôi. Rồi, 2 cái này. Tiếp theo mình sẽ có cái hình tròn thứ ba này. Rồi, tiếp tục này, hình tròn thứ tư này. Tiếp theo hình tròn thứ năm nhé các bạn. 6 này. Vậy là mình đang có 8 hình tròn nhé các bạn. Và 8 hình tròn này thì mình đang thấy là nó vẫn thiếu nhé, và mình sẽ mới có dán được một nửa thôi. Bây giờ thì mình sẽ cắt tiếp 8 cái hình tròn nữa. Rồi, 8 cái hình tròn nữa nó sẽ bằng với những cái hình tròn này. Và sau đó thì mình sẽ dán tiếp lên bên trên. Dán tiếp lên bên trên cái nấm như này nhé. 2 này. Rồi, mình sẽ dán nốt cái phần góc bên này nhé.
Đây. Như vậy là các bạn sẽ thấy là mình đã có được một cái cây nấm như này nha các bạn. Cây nấm của mình thì nó sẽ có màu cam này, làm cái phần đầu này, cái phần thân là màu vàng nhạt này, và phần bên dưới thì nó có